ở bên anh em thấy bình yên gì đâu á. Thôi con muốn rời xa một giây phút nào hết. Em hít thở không khí ở bên anh. Trời em hạnh phúc quá. Đi ra ngoài tí xíu nha. Đi đâu mà đi? Phải ở bên em. Anh mà đi em gió đi gió thôi. Không có chịu, em không có chịu. Baby ơi, hôm nay á anh sẽ ở bên cạnh em nguyên một ngày luôn. Em thấy vui không? Mắc vui, mắc vui. Gì trời, ngày nào cũng gặp mặt anh em bực bội luôn á. Ủa sao nó đi làm đi, hay ra chơi với bạn bè đi, tạo thêm mối quan hệ nè. Xuống về ở nhà tội quá, nhìn thấy mặt em cũng bực bội à. Chị tải đi. Trời bực mình quá. Anh có yêu em không? Có. Con muốn về nhà với em không? Có. Trời ơi, hạnh phúc quá. Em ơi, tự nhiên á hả, hôm nay anh cảm thấy yêu em quá à. Tự nhiên yêu? Mắc gì yêu? Mày ngoại tình đúng không? Mày làm cái gì mày có lỗi với tao hay gì mà mày giờ mày yêu tao? Bồi thường ngày không yêu tao gì hả? Chị tải đi. Bồi á. Nè nè nè, đi đi đi. Nè nè nè, đi đi. Cái gì vậy? Ngồi mà sao cứ cà rạ chúng người ta vậy? Ngồi xe đâu được hả? Cái sofa bự mà. Sao ngồi cứ xà đồng vô vậy? Bực mình nè. Chị tải đi. Anh mới địch đúng không? Thôi thơm quá à. Thật là ngọt ngào. Em nghe được hương vị trong đó là mùi của bún đậu mắm tôm. Ngày mai em muốn riêu nha. Em thích mùi bún riêu. Cái địch mà cũng thơm nữa. Bộ anh không thở anh chết hả? Bộ anh không thở anh chết hả? Nhưng anh hỏi gì con bò nóng vậy? Ra đi. Chỗ người ta đang nằm mà cứ thở không à. Mẹ bội à.